Vừa đến nhà bác chủ rồi anh em nhá. Đây bác chủ bác đi ra đón đây ạ. Anh em cùng em Trường đi mua xe. Đến nơi rồi anh em nhá. Anh cho em quay video gì nhá. Bắt bắt tay anh. Okay. Đây. Đây anh em nhá, em sang xe đây anh. Vâng, xe đây. Rồi không, cái thùng thì em công nhận là cũng chưa biết là có chốt được hay không anh em nhá. Nhưng mà em quay qua một vòng xe. Đây ạ, xe đây. Nhà bác chủ ở trên kia. Đấy, anh em bây giờ mới bắt đầu vào xem xe rồi. Bắt đầu vào thương lượng giá cả. Không biết là có chốt được không. Thì em sẽ giới thiệu qua cho anh em luôn con xe 8 tấn 05, một cầu anh em nhé, một cầu sản xuất 2016 ạ. Lốp đây nói chung là lốp được cả da. Các bác tự đánh giá nhá, em quay và các bác sẽ tự đánh giá lấy lốp. Chứ em nói đẹp các bác bảo xấu thì nó cũng không phải. Đấy, thành thùng bửng đẹp, có sơn tỉa lại. Đấy, loa đài còi kèn đầy đủ hết cả. Bây giờ em sẽ vào em thương lượng giá cả với bác chủ nhá anh em nhá. Xe em khá là cứng xe. Đấy, biển số 66 với 99. Đấy, thế này còn duyên lắm này. Đấy, không vào việc là chết đấy nhá. Cảm ơn anh em ở trên TikTok nha. Anh em nào yêu thích cái đẹp, mua xe về san lấp, chạy vật liệu xây dựng thì alo cho em Trường ạ. Hãy subscribe.